Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử lại 8 game. Các bạn của mình khám phá game đầu tiên nha. Jolly Seeker Sniper, let's go. Ok, let's go. Let's go, tiếp tục nào. Let's go. Mình lên nâng cấp gì không? Thôi, tí nữa mình sẽ nâng cấp sau. Okay, let's go. Oh my gosh. Yeah. Okay. Rồi, mình sẽ sang tới game thứ hai, rồi đi Chica. Let's go. Xong đến tướng rồi, ok. Let's go. Một pha. Ok, và bây giờ các bạn cùng mình khám phá tựa game thứ 3 nhá, Roblox. Let's go. Trong này thì có rất nhiều là game khác nhau, các bạn có thể chơi rất là nhiều loại game. Thì các bạn vào đây, sau đó thì các bạn chơi từng game một, thì thấy game nào hay các bạn có thể hay chơi game đó và nó sẽ sắp xếp lại từ đầu cho các bạn. Ở đây rất là nhiều loại game luôn. Ok, và bây giờ thì mình sẽ vào tựa game Tentita. Let's go. Ok, let's go. Wow, đây có một cô nàng có cánh không? Wow, rất là nhiều tiền nên mua được quả đó, rất là đẹp luôn. Ok. Người ta đi luôn rồi. Mình sẽ ra chỗ đông này tiêu diệt. Tại thôi. Oh my gosh, bị tiêu diệt rồi. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang đến thứ tư, xe và rơi con. Let's go. Ok, let's go. Mình sẽ hạ thấp số lên một chút cho các bạn dễ nhìn. Ok. You can do it. You going to lost. Ready. Let's go. Bài thì giống banana, ok. Ok, let's go. Start. Ice cream. So answer world is start. Ok, thắng rồi. Lucky, ok. For the last person, what is this? Chuẩn rồi. Let's go. Ok, chuẩn rồi. Thành công sao? Tiếp tục tiêu diệt tiếp. Oh man. Rồi. và room. Và này chọn hamburger. Ok. Một anh người ngựa. Cái này thì mình chết chắn là con bướm rồi. Butterfly. Wow, butterfly. Oh my gosh. Oh my gosh. Ok. Mình sẽ tiêu diệt lại con này. Rồi đầu tiên là ông Trăng. Okay, let's go. Rồi, và mình sẽ sang tới game tiếp theo. Asphalt 9, let's go. Asphalt 9. Okay, let's go. Okay. Go sleep. Let's go. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game thứ 6, Pixel Gun 3D. Let's go. Okay, let's go. Oh my god. Oh my gosh. Hai mạng đều luôn. Ok. Oh my gosh. Ok. Rồi, và mình sẽ sang đến game tiếp theo, Rift Rushing Bar. Let's go. Tựa game này vào thì nó hơi lặng một chút, bởi vì đây là một tựa game 3D khá là hay và khá là đẹp. Rồi, ok. Và đi nào. Let's go. Ok, xem có phải nâng cấp gì không. Mình đã cấp hết rồi. Rồi, đua thử xem. Let's go. Được nhiều, rất là khỏe luôn. Đường thẳng rất là nhanh luôn. Ủa, những cái đường cua này mình phải hơn anh ra. Let's go. Rồi, và các bạn cùng mình khám phá tựa game tiếp theo nha. Let's go. Ok. Oh my god. Cái này phải hất làm sao để cho gọi là chúng tới luôn. Ok. Let's go. You okay? Wow, lên được 50. Ok, ngon. Tiếp tục nào. Let's go. Wow, 15, 30, ok. Rất là ngon luôn. Dịch boss. Wow. Rồi, và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.